Ok. Rồi, là cả đã biết ba câu hôm qua chưa nhỉ? Ừ. Có bài tập hôm qua không? Ừ. Không phải ghê chứ. Rồi, bây giờ mình có gì đây? Mình có bài tập hôm qua mình có gì? Mình có Viết ba câu về cái gì đấy. thì về những cái gì đó, đồ vật hay là con người tùy con, nhưng mà phải có quan điểm. Quan điểm của mình có thể là xấu hay đẹp, beautiful hay là ugly, tùy con chọn. Rồi tiếp theo, đó là về quan điểm. Tiếp theo là gì nhỉ? Kích cỡ. Kích cỡ thì mình có gì? Mình có short hoặc là long hay là thin hoặc là fat. Đó là cái người đó trông như thế nào ấy. Cái kích cỡ người đó trông như thế nào. Tiếp theo là màu sắc. Color. Color thì mình có màu gì tùy mình. Có thể là color của đồ vật. Còn mà nếu như không có màu sắc thì thôi, mình có thể bỏ color. Mình có thể không cần mô tả về màu sắc. Vậy mình có gì nhỉ? Giả sử cô có một cái cô có một cái này. Vậy có mô tả cái này đi. Cái này là cái gì? Bình No, English. bình nước Bình nước, đúng rồi, cô biết chứ. Mình đang học tiếng Anh mà. rồi. Đúng rồi. Còn bình nước nữa chứ. Bottle, ok, the bottle. Rồi bây giờ mình sẽ xem là the bottle thì trông như thế nào. Và mình sẽ nói là is it đi nha. Mình sẽ dùng cái từ is it. Nó là một cái bình như thế nào. Bình trông như thế nào. What color? Color pink. Yeah, pink. Then how about the size? Is it big? Small? Thế để con trước bà hơn không? Rồi. Rồi, vậy cái bình này trông như thế nào? Có thể là không có, không, mình có thể không cần dùng quan điểm xấu và đẹp hay gì đó. Bây giờ mình có kích cỡ. Bình như thế nào nhỉ? Long or short? Okay, that is a big. What color? Big and Not and, not no and here. Big. Con đang làm gì đó? cô có nhắn. Vậy thì con nhắn xong đi. Xong rồi cô hỏi xong cô độc thoại một mình thôi. Vậy 20 tháng 10 này con có nghỉ không? Ra Ý là 20 tháng 10 này con có muốn nghỉ không? qua 20 tháng 10 à, 20 tháng 11. 20 tháng 11. có học đâu. Ngày hôm nay đúng rồi, ngày nay là ngày ngày 18, mai là 19, 20, đúng rồi. Cô tạo họa nhập ma. Cô cứ nghĩ là sang tuần. Tại vì cô để ý là con hay nghĩ vào những ngày lễ. Nếu mà những ngày lễ thì Nhưng mà hẳn con không sẽ trúng ngày thử học của con. triệu con nhắn nhé. Con thử triệu của con nhắn nhé. Rồi vậy con trả lời cô đi. Cô báo điểm. Điểm gì? Điểm thi ạ. Điểm thi của tất cả các môn luôn á.
Rồi, ok. Rồi trở lại về cái bình. Hồi nãy con nói nó big. Bây giờ mình tập trung vào color. Rồi chưa? Nó lại trong suốt. Như vậy thì mình đừng có để ý đến cái màu này, mình để ý đến cái màu này đi. Mình để ý đến màu này này. Đó, yeah, it's big pink. Rồi mình có là auto is big pink bottle. Và giả sử bây giờ mình mô tả một người con gái, một người đi nha. Một người, nếu như mà con gái thì mình sẽ có từ gì nhỉ? No, trước tiên mình cần một chủ ngữ đã. Thì có con gái và con trai, mình có con trai là he nè, con gái là she. Rồi bây giờ thử mô tả người này như thế nào. Lý thật tự nhiên vô tình cô tìm thấy cái bức tranh này nó tự nổi lên thì ok, bây giờ thử mô tả người này she, cô ấy trông như thế nào. Ok, she is pretty. Pretty và như thế nào nữa? Pretty. Cô ấy trông như thế nào? Short hay là tall? Okay, she is pretty, tall. What is the skin? Mình có màu sắc da. Vậy nếu như mà đối với màu sắc của người thì mình sẽ dùng màu fair. Mình sẽ dùng fair làm trắng ấy. Okay, she is tall, fair. Girl, hoặc mình không cần nếm màu sắc, nếu như mà con không nắm rõ thì mình có thể bỏ màu sắc. Tall girl, she is pretty tall girl. Ok, rồi tiếp thêm một câu nữa. What is, how about he? Bây giờ nói về một cái người bạn ngồi bên cạnh của con đi. He đi. He. Hoặc là tên. Thì mình nói một người thôi. Để con lấy hình của nó ra đã. Cái này có ở trong video này cơ, con phải đợi đến ảnh của nó. Bài trông như thế nào? Con không thấy rõ, hơi bị mờ. Tại vì con đang dùng cái ảnh bị mờ mà. Đây để con vào đây. Ảnh này bị mờ. Với lại con đang dùng zoom, khi mà con đưa là cô sẽ bị không, cô sẽ bị mất mất luôn cái điện thoại, không thấy gì hết. Rồi. Ok. Bài bao nhiêu tuổi vậy? Ủi bạn vải nó bao nhiêu tuổi? Bằng tuổi thôi đó, người tay trái con. Bằng tuổi nhưng mà sao nhìn nhỏ nhỉ? Thế nhìn lồ đen. Ờ. Rồi, bây giờ mô tả bạn đi, bạn trông thế nào? Hoặc là có cái tên được này. Bạn ấy tên gì? Bạn ấy tên... Tên Huy. Tên Huy, so Huy is... Khi mình mô tả thì mình luôn luôn có chữ is ở đây này. He is... Ok. Vậy bây giờ mình sẽ không cần dùng quan điểm là beautiful hay là ugly. Bây giờ mình sẽ mô tả đến kích cỡ kiểu mà
Bạn trông như thế nào? Long, short, thin or fat? Okay, he is short. I know. Short, big, and vậy thì mình sẽ dùng từ he is short. He is short rồi fat. Fat. Mập bé. He is short, fat. Và gì nữa? Seven. Black. Boy. Okay. Rồi. Nhưng mà khi mà mình mô tả thì cũng đừng mô tả thẳng quá mà tội bạn nha. Ok. Không sao đâu. Em coi là nó gì? Em á? Ủa, em học cùng lớp hả? Em họ phải không? Không. Em này là em này là em trai thôi. Em trai á? Em. Không là không sao đâu. Ok. Rồi. Rồi ok, nhìn vào cho cô ba chữ này: neck, shoulder, back. Vậy what are all these words? Những ba cái từ này nói về gì nhỉ? Neck, shoulder, back. Ba từ này đều nói về gì? Ba từ này nói về hình dáng. No. Kiểu bên ngoài, bề mặt bên ngoài. Cái gì? Những cái neck, shoulder, back. Yes, parts of our body. Bộ phận cơ thể của mình nè. Okay, can you tell me another word for part of your body? Ngoài ba cái từ này ra thì mình có bộ phận nào trên cơ thể nữa nhỉ? Nhanh che lại, cả Nhi sẽ thấy. Bạn Nhi đã thấy. Rồi, bây giờ thì kê đi. Bạn Nhi đã thấy được hai từ. Rồi, bây giờ bạn Nhi hãy kể nhiều nhất có thể. Cô chắc chắn sẽ muốn nhiều hơn hai từ. Ok. Đó là những từ gì nhỉ? Black. Hand, arm, yeah. Mouth, ear, eye, nose. Nose, yes. Còn nữa. Ngoài arm ra thì mình có những cái gì đây? Móng. No. Ok, móng cũng được nếu mà con biết con kể. Không, nhưng mình có những cái gì đây? Ngón. Yes. English, please. Ngón. Ý nghĩa là mình nói English rồi. Bắt đầu bằng chữ F. F-I. Finger. Yes, finger. Tiếp theo mình còn gì nữa nhỉ? Mình còn cái bộ phận mà mình khi mà mình ăn, mình eat thì nó sẽ rớt xuống ở đó. Đây là mouth. Yes. No, not Vietnamese. English. Yeah, belly cũng được. Belly hoặc là stomach. Belly khi mình nói về cái bụng. Còn stomach thường thường là cái stomach ở bên trong cái bụng của mình ấy. Ok, còn từ gì nữa không nhỉ? Còn cái từ gì nữa? Let's see. Oh, vẫn còn một vài bộ phận nữa. Cái mà mình dùng để mà đi. Cái gì nhỉ? Lát rồi, hồi nãy con nói lát rồi. English.
Yes, foot. Foot là một cái bằng chân thôi nha. Còn mình nói nhiều thì mình sẽ có feet. Rồi cho cô thêm một cái từ mà nhóm. Đó là cái từ gì nhỉ? Sorry, feet. Hình như là có gì đó sai. À không có chữ T. Ok, còn cái gì ở mình dùng để nhai thức ăn? Yeah, tooth. Tooth là một cái răng. Khi mình nói đến nhiều mình sẽ có là teeth. Ok. Rồi. Tell me a word for something that isn't a part of your body. Cho cô biết một cái từ mà về cái gì đó nhưng mà không phải bộ phận cơ thể. Anything is not a part of the body. Cái gì đó mà không phải là bộ phận. Một cái từ về gì đó mà không phải bộ phận cơ thể. Hair. Hồi nãy vẫn còn thiếu từ head nữa. Rồi. Thì mình sẽ qua unit mới. Đó là unit Guess Who Lives. Hết unit bên kia rồi. Tính ra con vẫn học vẫn cho đến bây giờ mà con mới học được 25 unit. Tổng cộng của mình là có tầm 50 mấy unit. 50 mấy unit. Nhưng mà mình yên tâm mình không phải đua unit. Ok, unit 26. Guess who lives here? Guess who lives here là đoán xem ai là người sống ở đây. Ok, vocabulary. Vậy, trước khi vào cái vocabulary mới, nhắc lại cho cô những cái từ vựng cũ. Something in the living room. Something in the living room. In the living room có gì nhỉ? Con tưởng nhắc rồi. Con đang không được tập trung ấy. Con nhưng mà cái phiếu học tập nó không được gì. Rồi, living room. Table, picture, TV. Sofa, not sofa. Sofa là mình đọc theo kiểu tiếng Việt, mình đọc là sofa. Ok. Còn thiếu gì nữa không? TV, table. Yeah, TV, table. Và còn thêm một cái gì đó mà cái gì đó màu orange. Something can fly. Not in the living room. Không phải in the living room nữa mà cái gì đó màu orange and it can fly. Kite. Yes, kite. And something is orange, we use to clean our body. To clean our body after shower. Clean the hair. Cái gì mình dùng để mà lau người ấy khi mình tắm xong hoặc là khi mình gội đầu xong. Yes, towel. Towel. Okay. Rồi, giờ mình sẽ vào từ vựng mới nha, vocabulary. Mình có từ vựng đầu tiên. City. Yes, city number 2. Number 2, lamp. Lamp. Thì lamp mình sẽ khác với lại light. Light thì con sẽ thấy những cái đèn mà bình thường như thế này này.
những cái đèn mình thắp ở nhà ấy mình gọi là light, mình gọi là lamp. Còn những cái đèn như thế này mình gọi là lamp. Tiếp theo, number three. Rồi, number three. Number three là snail. Snail. Yes, con ốc sên. Number six. Spider. Okay. Now, next. Okay. Cô quay lại cái này đi. Cô quay lại. Có làm gì? Xài mấy cái này đi hộ con. Để con làm gì? Giống như là sau ngày nào con cũng phải chụp ảnh. Để con được quên. À, con chụp từ vựng á hả? Cô cứ tưởng là con chụp để cho mẹ xem là con đang học. Ok. Rồi. Tiếp theo, look and read. Ok, look at the picture. How many can you see? How many beds can you see? Không nghe. Có nghe chưa? Có nghe thấy nhưng mà nó nhỏ. Nhỏ à? Ủa, cô vẫn để bình thường mà ta. Nghe rõ không? How many beds can you see? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Nine? Okay, so I can see nine beds. Now let's look at here. Okay, nine beds. You're so noisy. Phải nine không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. There are only 7 beds. Cô đâu? Ở trong tranh như thế này. No, trong tranh là người mà. Không, cô nhìn thấy nó cứ có cái... Oh, trong tranh có horse và có bed, ok. Rồi, vậy người ta tính là... Okay, are there any people inside this room? Are there any people inside this room? Khi mình thấy are there này có nghĩa là gì? Có any là bất cứ. Có bất cứ người nào ở trong cái phòng này không? Yes, yeah, no. No people. Okay, do you think people live in this house? Do you think? Con không cần lăng tăng cái từ do hay gì đó mà từ này mình dùng để mà hỏi ấy. Thì do you think? Bạn nghĩ là người có sống ở trong căn nhà này không nhỉ? Oh yes. Yes. Vậy con sẽ chọn từ yes hả? Ở đây con sẽ chọn yes hay là no, và con chọn yes ở đây phải không? Rồi number 3, yes. Now read number 4. Read number 4. Country. In, yes, is in city, in the center of a city or in the country. Okay, so it's in the country. Now you have 1 minute to look at the picture, trying to remember where the best are. Bây giờ con sẽ có 1 minute to look at the picture và cố gắng nhớ là những con bed này ở vị trí nào ở trong bức tranh này. Để mình sẽ chuyển sang bài tiếp theo.
Okay. Rồi, here. Yeah. Ở bên này con không có này, con không có tranh này. Có nghĩa là con vẫn phải làm cái bài về bat đó nhưng mà lại không có tranh nha. Câu đầu tiên, the biggest bat in the picture is flying below the fan is a yes. Now number two. Say place This. at the bottom of the stair and in sleeping. Nhi No. ơi, what are you doing? Yes? Oh, no. Green bag at the bottom of the stair and is sleeping. Is a no. Now number three, two beds are outside the house. Outside? Yes. Yes No. or no? No. Yes. Okay, read number four. You can see a bat in front of the window. Yes or no? No. No. You can see it in front of the window. Yes. Number five. The smallest bed in the picture is on top of the phone. Yes. Yes. No. On top. Mình phải để ý cái vị trí. Bởi vậy lúc nãy cô mới bảo là con hãy nhớ vị trí của tất cả bảng bat. Là on top. Tí nữa mình sẽ viết là in front of. Là mình phải để ý vào cái vị trí của con dơi đó. Number 6. Read number 6. In this picture, we can only see clouds. Yes. Okay. Now number 7. The bed which is above the hall table is brown. The hall table above. Và phía trên cái phòng, cái hall này là thường cái phòng cũng giống như là phòng khách vậy. Cái bàn phòng khách á, is brown. Đang đoán bừa đây. Không nhớ bức tranh rồi đang đoán bừa đây. No. No. Không nhớ tranh rồi sao đoán bừa. Ok. No. Hên xui. Number 8. Most of the beds are inside the house. Most of the best, most ở đây là gì? Most là hầu hết. Hầu hết những con dơi thì ở đâu, vị trí nào? Đúng rồi, inside the house rồi. So it's a yes. Rồi bây giờ mình nhớ lại là câu number 2 con đã chọn no. Bây giờ mình sẽ quay lại để xem câu number 2 nói gì. Green bat at the bottom of the staircase is sleeping. Con chọn no. Here. Rồi ở đây mình có một con. What color? At the bottom of the staircase có nghĩa là cuối chân cầu thang ấy. Vậy cuối chân cầu thang con này có màu gì đây? Màu xám, màu tím. Ừ, ok, vậy đó lý do tại sao mà nên sao green bed không phải. Thì cái này sẽ trả lời no. Ok, two beds are outside the house. Nhìn cho cô outside có bao nhiêu bed?
Ở đây người ta bảo là to nè. Mình có outside là ở bên ngoài, inside là bên trong. Con thấy từ out là bên ngoài, in là bên trong. Vậy xem cho cô mình có bao nhiêu bed outside the house. One. Vậy cái này sẽ là no luôn. Tiếp theo câu number 4, you can see a bed in front of the window. Cái này câu này con chọn no. In front là ở phía nào của cái window nhỉ? In front. No. Ở giữa là between, ở giữa là hai cái và có một cái gì đó ở ngay giữa là between. Còn in front là giống như cô đang ngồi thế này và con ngồi trước mặt. Con ngồi đối diện. In front no, cũng không phải như thế này. Giả sử mà có cái cô để cái the computer, the laptop is in front. Cái máy tính trước mặt tôi. Thì cái này là con dơi đang ở trước cái kính này, cái cửa sổ ấy. Rồi number 5, the smallest bed in the picture is on top of the phone. Vị trí nào đây the smallest? Cái con dơi như thế nào? Con dơi nhỏ nhất, smallest in the picture is on top, là ở trên cái điện thoại, nhưng mà ở đây có một con dơi nó ở bên cạnh cái điện thoại, là next to hoặc là near the phone. Nhưng mà con này đâu phải là con dơi nhỏ nhất đâu con. Tìm cho cô con dơi nhỏ nhất. Nhi ơi, hồi nãy con kêu con nhắn cô mà sao giờ đến giờ vẫn còn nhắn luôn. Tập trung nè. Rồi bây giờ tìm cho cô con bed mà nhỏ nhất. Bed nhỏ nhất. Người ta nói là on top of the phone, yes. Vậy ở đây người ta nói là no, bởi vì con này như thế nào? The smallest, cái này thì đang ở in between. Tiếp theo, number 6, in this picture we can only see one spider. Where the spider? Spider ở đâu trong vị trí này? Spider ở nói như nào? Thì nếu như mà con thấy nó đang ở vị trí đôi lúc thì vị trí mà mình không nói được thì nó đang ở như thế nào? Vuông góc. No, mình đừng nói cho nó phức tạp quá. Mình nói là on the wall, ở trên tường. The spider is on the wall. Okay, number 7, the bed which is above the hall table is brown. The hall table. Đây là cái bàn này đây. What color? Ở đây có mấy table, Dạ, cái table là brown thôi, chỉ con bed này có màu gì đây? Màu xám à, con nhìn thấy giống màu black. Ok, bởi vậy đó là no, tại vì sao? Tại vì con này có màu black mà trong này kêu là brown thì hoàn toàn trái ngược. Alright, most of the beds are inside the house. Thì con thấy ở đây mình có bao nhiêu? Mình có 7 mà chỉ có 1 is outside. Còn lại tất cả đều ở trong nhà hết. Okay, let's correct the mistake in the bed. No, the bed is sleeping at the bottom of the stair isn't green. What color is it?
At the bottom nè. Ở dưới chân cầu thang có màu gì? Bây giờ mình đang hoàn, bây giờ mình đang sửa lại những cái câu này. Is purple. Yeah, it's purple. Okay, now number two. Tiếp theo giờ sửa nhanh nha. The bed which is sleeping at the bottom is purple. Only one bed. Only one bed. Ở đây tất cả có 7 beds, nhưng mà cộng luôn cả cái con ở bên ngoài nữa là outside the house. Vậy ở đây người ta đang nói đến con gì? Only one bed outside ở đâu? Only one bed is outside đâu? Yes, it's outside the house. Yes, outside the house. Ở bên trong nhà thì mình gọi là inside the house. Và ở bên ngoài thì outside the house. Okay, tiếp theo number 5. Đi vào chỗ trống nha. The smallest bed in the picture is on the wall. Yes, between the two. On the wall. Yes, between the two pictures. Very good. Pictures, mình có two pictures. Cái chữ pictures của mình sẽ có thêm S. Okay, number 7. The bed which is above the table is above, not on the table. Giả sử đây là table, mà bed ở đây thì mình gọi là on nha. Nhưng mà bây giờ người ta đã không nói đến above nữa. Hồi nãy mình đang nói đến con bed này nè. Con này nè. Cái con above the hall table ấy là có màu đây. Con này nè. Con thấy con number 7 không? Above, not on the table. Con này mới là on the table này. Nhưng mà cái con mà đang treo lơ lửng ấy thì so với cái vị trí mặt bàn thì nó vẫn đang ở cái vị trí lơ lửng của cái bàn. Above là trên cái bàn, nhưng mà trên cái dạng trên lơ lửng ấy, chứ không phải trên mặt bàn. Okay. Rồi, cái vậy con bed này, giờ cái câu này con điền vào chỗ trống này, the bed which is above the gì đây? Có màu gì nhỉ? Mình đang sửa câu number 7 ấy. Above là cô nói là lại sẽ không, mình không nói đến cái con này này. Con này đang ở on the table rồi, là con thấy là nó đang ngồi trên cái bàn luôn thì là người ta gọi là on. Nhưng mà khi mà có một cái khoảng cách thì người ta sẽ dùng từ above, người ta sẽ không dùng on nữa. Vậy đây con thấy con dê này có màu gì? Pink. Yes, đây, the whole table is pink. Okay. Rồi đây mình sẽ có những giới từ. Những giới từ này thì mình hay sử dụng và cũng hay gặp ấy. Mình có after là sau đó, before trước, còn between ở giữa. Ở giữa này là ở giữa hai đồ vật nha, hai thôi.
Còn khi mà mình muốn nói nhiều hơn thì con sẽ dùng từ among. Among thì mình sẽ nói là ở giữa, khi mình ở giữa đám đông nhiều hơn hai người. Tiếp theo. Từ tiếp theo đó là opposite. Đối diện. Cô đang độc thoại một mình đó hả? Rồi. Từ tiếp theo, từ này là opposite, là đối diện. From, từ, và round. Rồi cho cô biết cái từ before nghĩa. Nghĩa của từ before là gì? Before. Nghĩa của từ before là trước. Trước. Giống như kiểu mình sẽ có một câu là before I went to like cho một nơi nào đó, before I went to America. Trước khi mà tôi đi qua Mỹ thì I had stay in Vietnam for 10 years. Có thể là trước khi tôi đi qua Mỹ thì tôi đã từng ở trước. Trước đó, trước khi mà qua Mỹ, tôi đã từng ở Việt Nam 10 năm. Tiếp theo là after, sau đó. After I drink milk, I go to sleep. Between, ở giữa. Rồi, vẫn còn tiếp này. At the back of là vị trí nào nhỉ? Có nhìn thấy người ta chỉ vào cái lưng không? At the back of the house. Có nghĩa là cái ngôi nhà mình như thế này. Nhưng mà cái gì đó nó ở tận cuối cùng của cái nhà ấy. Chẳng hạn như cái cửa, cái bắt đầu từ cái cửa chính cho đến khi mà cái lui thẳng cái bếp, cái bước vách cuối cùng của nhà ấy, mình sẽ gọi là at the back of the house. Tiếp theo có nghĩa là vị trí này đang ở đâu? No. Giả sử đây là một cái bàn nha. Giả sử đây là một cái bàn. Thì nếu như mà cái gì mà nó ở trên, trên như thế này, mình sẽ gọi là on. Trên như thế này mình gọi là on này. Thì con hay sử dụng mà on the table. Alright, phải không? Khi mình đặt cái gì lên đó, mình là on the table. Nhưng mà cái vị trí này là vị trí gì nhỉ? Cái vị trí mà con có thể nhìn thấy. Bây giờ cô cũng nhìn thấy con mèo này. Thì nó đang ở vị trí nào của cái hộp? Vị trí của bạn mèo đang ở là vị trí nào? Trước, sau, trên, dưới. Phía nào? Giả sử mà bây giờ con không thấy mèo này đi, mà mèo này nằm ở phía sau này thì nó là ở vị trí nào? Ở sau cái hộp. Ở sau cái hộp. Vậy bây giờ bạn ấy đang ở vị trí nào? Bây giờ bạn đang ở trước. Yes, ở trước cái hộp. Còn nếu như bạn ấy ở bên cạnh như thế này thì mình sẽ là next to. Còn giờ bạn, nếu bạn nhảy tủm vào trong cái hộp thì mình sẽ có là, bây giờ bạn ấy vào trong cái hộp rồi sao? Bây giờ vào trong cái hộp. Inside. Yes, inside is called like in the box.
Vậy khi mà cái hộp đóng lại, bạn ấy ngồi lên trên thì bạn sẽ ở vị trí nào? Hộp đóng lại, bạn ngồi lên trên, bạn không ở bên trong nữa. On, yes. Và bây giờ cái hộp sẽ nhấc lên một tí, bạn ở trực tiếp với cái phía dưới mặt của cái hộp. Tưởng tượng là bạn Cat đang ngồi ở cái vị trí dưới cái hộp này luôn. Mình có gì nhỉ? Có chữ gì bắt đầu bằng chữ U? Chữ chữ này. Under. Yes, under. Under là khi mà ngồi, mà ngồi trực tiếp như thế này luôn nha, là under. Còn có một khoảng cách thì mình sẽ dùng below. Và nếu như mà bạn mèo này mà ngồi lơ lửng thì mình sẽ có above. Rồi, bây giờ hôm nay mình học đến đây thôi. Con xem lại những cái giới từ này và xem là học lại tuần tới cô sẽ ok. Con có thể là viết cho cô một vài ví dụ về những cái này bằng cách vẽ tranh. Vẽ tranh và xem và mô tả cái vị trí, ý là vẽ tranh rồi đặt coi thử là bạn ấy ngồi góc nào, bên trái, dưới, trên hay là bên trong. Và buổi tới đó thì con sẽ cho cô xem tranh đó và con chỉ cho cô biết nha. Nhớ nha, hôm nay không tập trung gì hết.